Đây các bác, ở trên trên mái của tôi đây các bác, trên sườn thượng ấy, gọi là tầng thượng nhưng cũng một tí thôi. Đấy thì nó còn có vài cây thì các bác, nhiều khi các bác một số bác nghĩ tôi còn nhiều cây lắm nhưng mà thực tế nó không có, không có nhiều đâu. Một số cây thì tôi chuyển về quê, một số cây thì anh em cũng giao lưu, và một số cây thì thực tế là đợt là lên cái nhà này tôi hy sinh khá là nhiều, tôi cũng không muốn nhắc đến nữa. 6 giờ mà chắc có 6 giờ mà tối, mùa bắt đầu chuyển mùa tối rất là nhanh các bạn. Đấy thì quay nhanh một số cây đây, tí nữa tôi sẽ làm cái cây này, cái cây này này, cây mà chắc là bây giờ cụm Nam Điền giá trị nhất của tôi là cái cục này, hiện tại ở trên này, cục phôi trên trên mái này, này. Đấy, cái cây bạch thiên hương này nhú mầm dã man luôn này, mầm phun kinh điển luôn, mầm phun kinh điển luôn. Đấy, để tôi bật cái flash lên chút, nó tối quá. Đây các bác nhìn rõ. Đấy, mầm nó phun, đang phun rất kinh này. Đấy, sau này cây này thì bóng tán thì đẹp tuyệt vời luôn, yên tâm bác Tuấn, yên tâm nhé. Cốt cán thì nó cũng được mà chơi bóng thì này thì ok, đang mầm đang nhú khắp nơi rồi. Đấy, đây thì quay trở lại với cây, lại một số cây nó khá là đau đớn trong cái thời gian mà chuyển lên lên cái nhà này. Thì từ những cái cây nặng nặng này, những cái rành rành này, cái rành rành này trước là tôi, các bác nhìn thấy nó vào đá thì nó rất là nặng, kể cả không vào đá nó cũng rất là nặng, mà tôi cho lên được cái mái này mình thì gần như là không thể. Thì từ cái giai đoạn mà lên đây với lại lên cái nhà cho đến bây giờ là cũng mấy tháng rồi, thì hai gốc rành rành này là quàng lại ở bên kia, quàng lại bên chỗ cũ, và nhờ một số anh em ở bên ý tưới cho, nhưng mà thực tế khó, anh em cũng không tưới cho đâu, thì thoảng may ra được giọt nước mưa này được. Thì hôm sáng thì nó khô, gần như là khô chết luôn ấy. Cảm giác như là không còn một tí sức sống nào nữa. Và đến nỗi mà các bác, cái đá của cái cây này ký gài khắp nơi ấy, thì nó bị cái thân nó bị tóp lại, thì đá nó tự nó rơi hết ra, tự rơi hết ra. Đấy thì quan điểm của em là cây này lúc lấy về là nó đã có đá rồi, thì em không thích cái đá của cây này, thì nhân thiện đấy cái đá ở đây nó rơi hết thì rũ hết ra, và trồng lại dựng lên thì các bác bây giờ chắc không có khó nhận ra cái cây ngày xưa, nhưng mà và em bỏ cái thân ở giữa đi. Thế mà bây giờ sau vài lượt tưới và trận mưa nó lại hồi rành rành rất là giỏi, thân nó tóp như cái bã mía, gần như không có tí sức sống này. Thế mà nó lại hồi nó như con đỉa các bạn, đúng không? Sức sống nó tài tình thật, nó cốt rành rành rất là khủng, rất là khủng. Bệ bãi nó ổn lắm, đang vùi đang vực, nó đang bị bắt kiệt sức, khô bắt kiệt sức. Thì còn cây khế bên ý nữa nhưng mà to lắm, không rơi được, thì thành phụ thuộc số trời. Hai cây này đấy, trời cho là sống đấy, sang đúng lúc có thể cứu được, sang chậm một ngày nó chắc chịu. Cây này cũng vậy, nó hồi rất nhanh, cây này thế rũ rượi luôn. Tôi về thì thịt vào một số cái chỗ, nhân tiện cái lúc nó không còn cái lá nào mà nó tóp ấy, thì thịt một số cái chỗ. Cây này thì làm bóng này, cái rành rành làm bóng này, nhưng mà muốn làm cái bóng nó rụt dịp chút, chứ còn cây nó không có nhiều cái đặc sắc. Cái rành rành cây đấy cũng rất là nặng, một mình không bê được các bác, nặng lắm. Đây, cái cục này thì nó rụt dịp, cục này đấy, bệ bếp vùi ở dưới, tôi cắt thu bệ thì rũ đá rũ dưới, nhưng các bác nhìn như thế này là định hình được, là biết là nó khủng rồi. Thì sau này thì cây này cũng sẽ ổn thôi, cũng sẽ có giá trị. Cây này và một số cái cây ở đằng này nữa đang nuôi trồng, cái phôi kia cũng rất là hay. Những tối tôi cố gắng tôi tập trung cây này cho nó xong để khoe các bác. Đây, cốt Nam Điền cao hơn một găng tay một chút, chắc được 20 phân từ mặt lên, bệ bãi rất là nhũn. Hôm vừa rồi đây cũng bị cháy đầu thương một tí đây, nhưng mà về nó sức sống nó đùn ra thì dã man luôn đó.
nên là rất là hy vọng của ông em này. Đùn ra rất kinh, các bác nhìn nó đùn bè này. Có mấy ngày nó đùn ra này, chả có bôi nhớ cái gì đâu. Tự sinh tự diệt thôi. Đấy, giờ tốt u mà nuôi những cái mầm thở này thì nó kéo nhanh lắm. Đấy, thì bây giờ tôi phải bỏ cái này đi. Cái tay tự nhiên trước của nó đây nhá các bác. Đấy, nhưng nó bị lệch sang bên này. Tôi muốn đánh sang bên này. Tôi bỏ cái này đi. Bỏ này để nuôi cái cút này. Và cái ngọn này sẽ lấy cái này. Cái này. Tôi bỏ cái này đi để cho nó đỡ chèn vào cái này. Nó bị chèn vào cái ngọn này. Đây, nếu mà để mà không cắt sớm là cái này nó chèn vào cái này, là cái này nó bị có cái vết, nó bẹt vào đây, ăn vào nhau thôi. Thì nó không đúng cái ý của mình, nên phải loại bỏ sớm. Và cái những cái này, cái là dưới này tôi sẽ nuôi to bằng ngón tay vào. Thì cắt cắm xuống đây để lấy cái bệ ở đây. Thực tế bệ đây có rồi, nhưng mà tôi muốn luôn làm một cái tử, làm cái tử treo á. Cũng không hẳn là tử treo mà cái một thân trực hai tay một ngọn nghệ thuật ở đây, rụt rịt ngắn ở đây thôi. Đấy, cái này bắt đầu triển. Cái này thì chỉ nuôi để kéo bo sẹo thôi, và lấy u cục thôi, sau bỏ đi hết. À, chỉ lấy những cái này bỏ đi hết, chỉ lấy phần trên này thôi. Đấy, và một cái bông đỡ ở đây, bông đỡ ở đây, bông đỡ. Các bác nhá, bây giờ tôi thịt cái này. Tất nhiên các bác, cái cây này thì khó nhìn lắm, nhưng mà tôi thì cũng cố gắng khoe các bác. Để sau này các bác, ví dụ tôi quay cái cây này nó hoàn thiện thì các bác nhìn thấy là ngày xưa nó như nào, các bác nhé. Đấy. Đấy, không vậy được các bạn, nó còn chưa, những cái dưới này thì chưa làm được, nên các bác hơi khó nhìn, phôi là nó khó ở chỗ đấy, rất khó nhìn. Đấy, các bác. Đây, tôi bỏ cái đầu màu này, rồi ngày xưa nó có cái ngọn đấy rồi nhưng mà nó chưa được, thì rồi bây giờ cắt đỏ để giật cái này lên để cho nó be luôn cái này cho nó sớm, cũng để cái đầu màu là sau nó cái này bị chèn nó không be được. Đấy, còn cái này thì phải đánh ở đây, nuôi cái này thôi,
này thì nó bị lệch cái đây và nó bị đơ đơ cái đoạn này không dùng được, cho nên nhiều khi là phải cắt đi cắt lại rất là nhiều lần. Mà chót tiếc mà giữ lại thì sau này vẫn phải cắt đi thì nó rất là mất thời gian. Đấy thì đây một cái phôi rất là giá trị, rất là giá trị luôn. Đấy, rất là nhũn, rất là cốt chậu đấy, cốt chậu rất nhũn luôn. Đấy đấy, một số điểm tôi đục nó phun dễ này. Mặt này cũng rất là ổn, mặt này rất là ổn. Đấy các bác nhé, bên kia nó vướng tôi không quay được. Thì cũng chia sẻ với các bác là khi mà các bác mỗi khi mà các bác lọc dăm ấy, tức là lọc vào những cái mầm thở, lọc bớt đi nó dày quá mà lọc bớt đi, vẫn chỉ nuôi một vài cái để lại nuôi ấy. Và những cái điểm tay chốt ấy, thì bác hết sức lưu ý, rất tuyệt đối không được động mà kéo hoặc động cưa vào, chỉ cần xứt một tí vỏ thôi của những cái tay chốt mà bác đang muốn lấy ấy, thì sau này lúc nó non ấy, sau cái lên cái lúc nó bắt đầu nó phát triển lên, nó bị nổ một cái chỗ rất là to, xấu lắm, rất xấu. Nó bị nổ thành sau này chỉ cần một vết xước nhỏ mất tí da thôi, nhưng mà sau nó lớn lên nó sẽ thành một cái sẹo rất là kinh khủng, chứ nó không như cái thân già này, nó hết phát triển rồi thì các bác có thể bị xứt một miếng không sao, nhưng mà cái thân non này, ví dụ chỗ này đi, khi mà các bác bị động kéo vào đây phát nó chỉ bóc một tí da rất là như da giấy thôi, nhưng mà khi nó lớn thì nó thành vết sẹo rất to. Đấy là cái bác lưu ý tuyệt đối, lùa kéo lùa cưa và thì nên cẩn thận, hết sức cẩn thận khi mà lọc mầm thở. Hoặc là cho nên nhiều bác rất bị hỏng là vì cứ hay lùa vào những cái chỗ này, nó bị hỏng những cái tay này. Đấy, các bác nhé. Đấy, chia sẻ với bác nó đây, để bác nó như vãi cứt trâu, bác cũng nói thô thiển như vậy, nó như vãi cứt trâu, nó bệt thề lệt. Đấy, sau các bác tưởng tượng trên này cái nôm na là hai tay một ngọn, dưới này một cái tử nhỏ, là mô hình thu nhỏ của cái trên. Đấy, còn những cái này bỏ đi hết để lộ cái bệ ra, thoát thân cái bệ này. Mặt này của nó đây, các bác nhìn nó không rõ. Đấy, nhìn này, bãi biết gớm mặt luôn. Đấy, cơ bản nó như vậy các bác. Đấy, có mỗi miếng này thôi. Rồi, cảm ơn các bác nhé, tối mịt rồi, xuống để cơm nước thôi. Mai nó khô thì bôi cho tí keo liền sẹo rồi. Rồi, chào các bác nhé.